Chào các bé. Hôm nay chị hướng dẫn các bé về một nhân vật hoạt hình cực kỳ nổi tiếng và được nhiều bạn nhỏ yêu quý. Đó chính là bạn chuột Picky. Bắt tay vào vẽ thôi nào. Đầu tiên chị vẽ một hình tròn để tạo thành phần đầu cho chú. Sau đó chị vẽ hai tay bằng hai hình tròn nhỏ hai bên đầu. Từ đầu chị vẽ một hình chữ nhật để tạo thành phần thân cho Mickey. Chân của Mickey được vẽ từ hai đường thẳng song song. Và bàn chân là một hình tròn to. Cuối cùng các bé vẽ hai tay của bạn Mickey đang chống vào hai bên thân. Bây giờ chúng ta sẽ tô đậm lại các nét vẽ cho phần tai và đầu của Mickey. Sau đó các bé vẽ gương mặt cho Mickey như chị đang vẽ nhé. Từ phần thân ban đầu, chị sẽ vẽ hai nét cong để tạo thành dáng đứng vui nhộn cho Mickey nhé. Và ta cũng tô đậm lại phần tay của Mickey, sau đó vẽ thêm các ngón tay cho bạn ấy nhé. Cuối cùng, tô đậm lại phần chân, vẽ thêm cái chi tiết nhỏ để tạo dáng cho bàn chân nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ gom ra những nét vẽ dư. Tô đậm lại những phần còn mờ. Chị sẽ vẽ thêm hai mắt cho Mickey cùng chiếc mũi ngộ nghĩnh và cái miệng cười thật tươi. Để hoàn tất, chị vẽ thêm những chi tiết nhỏ trên áo, bàn tay, bàn chân như bạn chuột Mickey. Và chúng ta cũng không quên vẽ cho bạn ấy cái đuôi thật dài nhé. Ta-da! Hoàn tất phần vẽ rồi, cùng chị tô màu thôi. Đầu tiên, các bé hãy dùng màu đen, cùng với chị tô ở những phần tai, hai cánh tay và chân cho Mickey. Đeo cho đuôi nữa nhé. Chị sẽ dùng màu da để tô cho phần mặt của Mickey. Chị trừ hai mắt, mũi và miệng để tô sau.
để tôi cho mũi và miệng trên. Tiếp theo chúng ta dùng màu đỏ để tô miệng dưới và phần áo của Mickey. Những họa tiết trên áo để tô sau nhé. Chị tô hai bàn chân của Mickey bằng màu vàng. Các bé nhớ là chúng ta sẽ tô viền trước. Dùng màu trắng tô cho hai bàn tay và họa tiết trên áo. Sau đó tô viền ngoài bằng màu đen. Trên này đi khoe với bạn bè thôi. Chào tạm biệt các bé và hẹn gặp lại lần sau. Xin ăn chút cười. Bye bye. Chào các bé. Hôm nay chị và bạn siêu nhân bút chì sẽ hướng dẫn các bé về một nhân vật rất được các bạn nhỏ yêu mến. Đó chính là bạn mèo Hello Kitty. Các bé có biết không, bạn mèo Hello Kitty của chúng ta đến từ Nhật Bản và có chiếc nơ hồng rất đặc trưng. Bắt đầu vẽ thôi nào. Đầu tiên, chị sẽ vẽ phần đầu cho bạn mèo.